Xin chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên Xuân Mỹ xin chúc quý vị và các bạn một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân. Video này thì Xuân Mỹ tiếp tục đọc báo cho cả nhà lan tỏa cái sự kiện Cường hợp tác với ca sĩ Như Quỳnh. Xuân Mỹ xin mượn cái video livestream Cường là nấu lẩu mắm để làm nền cho chiếc video này. Lâu rồi mọi người không có thấy được Cường livestream nấu ăn, cho nên là Xuân Mỹ muốn sử dụng cái video cũ để đọc cho mọi người nghe cái bài báo trên báo Thanh Niên. Báo Thanh Niên đặt cái tựa đề là Hồ Văn Cường lộ diện trước truyền thông, tiết lộ cuộc sống sau sóng gió. Và đây là tờ báo Thanh Niên, Xuân Mỹ xin cho mọi người xem ha. Đó, để mọi người thấy được là rất là nhiều báo ha. Giờ Xuân Mỹ xin đọc xong rồi cho mọi người nghe nội dung. Vì là hình ảnh của buổi họp báo, Cường có mặt tại buổi họp báo của ca sĩ Như Quỳnh thì có bản quyền của công ty Mayo sản xuất, cho nên Xuân Mỹ không có sử dụng hình ảnh đó ha. Sử dụng hình ảnh nấu lẩu mắm cho mọi người thèm chơi. Rồi, Xuân Mỹ xin đọc. Hồ Văn Cường thừa nhận có phần hồi hộp sau nhiều năm mới xuất hiện trước truyền thông. Nam ca sĩ 22 tuổi cũng lần đầu chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hiện tại. Chiều 7 tháng 11, ca sĩ Như Quỳnh tổ chức họp báo công bố những thông tin mới nhất về đại nhạc hội Người Tình Và Quê Hương sẽ diễn ra vào đầu năm 2025. Hồ Văn Cường nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện Quán Quân Việt Thần Tượng Âm Nhạc Nhí một thời, nay phỏng phao ở tuổi 22, là sinh viên năm cuối trường đại học Hoa Sen thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ sẽ tham gia vào đại nhạc hội của đàn chị với vai trò là ca sĩ khách mời. Sau khi rời khỏi công ty cũ, Hồ Văn Cường đã bắt đầu sự nghiệp solo. Nam ca sĩ có các buổi diễn riêng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Và đây là bài nội dung Xuân Mỹ xin mời mọi người cùng nghe nha. Chiều 7 tháng 11, ca sĩ Như Quỳnh tổ chức họp báo công bố những thông tin mới nhất về đại nhạc hội Người Tình Và Quê Hương sẽ diễn ra vào đầu năm 2025. Hồ Văn Cường nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện Quán Quân Thần Tượng Âm Nhạc Nhí một thời, này lớn phỏng phao ở tuổi 22, là sinh viên năm cuối của trường đại học Hoa Sen thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ sẽ tham gia vào đại nhạc hội của đàn chị với vai trò ca sĩ khách mời. Trước đây thì em chưa có cái cơ hội để cái này mai cũng cảm ơn thì em có nhận được lời mời từ đại nhạc thì mới đầu em rất là nghi ngờ, không biết là đây là không phải là cô mời thì sau đó mới xác nhận là đúng là em cô mời lời mời để đi, em không suy nghĩ nhiều là nhận lời mời ngay lập tức luôn. Nghĩ là bất kỳ một cái show nào cũng đều có những cái áp lực riêng, như khi mà nhận lời mời của Như Quỳnh thì như nãy cô chia sẻ thì mấy cái những cái tâm huyết của cô như là ekip dành cho cái show nhiều như vậy thì em cũng áp lực rằng là không biết là mình cái sự đồng ý nhận cái show này, không biết là mình có làm tốt để mà gọi là không có sau những biến cố và sóng gió trong cuộc đời, Hồ Văn Cường vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cậu bé từng ghi số với giọng ca ngọt ngào, ấm áp, giờ đây đã trưởng thành hơn, vững vàng hơn và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát. Nói về cuộc sống hiện tại, Hồ Văn Cường kể: em thường hay đi diễn những cái địa điểm như là phòng trà, cái đó thì có những cái show của các cô chú anh chị khác mà hiện tại thì em cũng đang học và mới bắt đầu vào năm tư. Công việc học của em thì nó cũng tạm gọi là cũng ổn. Nhiều cái khoảng thời gian rảnh thì em cũng có thể nhận xô để mà đi học. Hồ Văn Cường nói gì khi bị nhận xét? Thật ra thì lúc mà đi học em ít có gần nói chuyện với các bạn nhiều lắm, bởi vì là em ý là không phải là em là ca sĩ nhưng mà em không thích nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng mà và là cái thói quen của em là em rất là ngại bắt chuyện với người khác. Sau khi mà em hoàn tất cái công việc học của mình, em nghĩ là hiện tại thì cái công việc chính mà để mà gọi là em có thể có thu nhập để mà trang trải cũng như là giúp đỡ cho gia đình của mình thì là đó là công việc khác. Thì sau khi mình học xong thì em nghĩ là em sẽ có
có nhiều thời gian chuyên tâm. Ồ, Văn Cường làm gì khi nhận được nhiều vàng quà tặng? Ồ, Quang Cường có ý phẫu thuật thẩm mỹ không? Mẹ Cường trên màn hình là mẹ Cường. Cái tình cảm của chú chị dành cho em đã với cái sự biết ơn của em rồi, thì em không muốn gọi là mang nợ đó, gọi là em không muốn em nợ ơn tình được rồi, em không muốn nợ cô chú chị những cái thứ mà gọi là nó quá lớn, nhận một cái số tiền lớn như vậy thì luôn luôn nghĩ luôn nghĩ mình không muốn mang nợ bất kỳ ai hết, nhận số tiền lớn thì về hình em nghĩ là cái điều quan trọng cho những người mà làm cho nghệ thuật, nhưng mà em nghĩ là cái việc thẩm mỹ thì em chưa có suy nghĩ tới, em không biết trong tương lai như thế nào, hiện tại chưa có trong suy nghĩ tới cái việc mà phải đi thẩm mỹ, chưa suy nghĩ thẩm mỹ ha. Văn Cường, Như Quỳnh cho hay cũng có những ý kiến trái chiều, nhưng mà đối với Như Quỳnh, bản thân mình là một người ca sĩ thì mình nghĩ rằng mình nên chắp cánh cho những tiếng hát họ đang có khả năng và họ có được cái động lực để họ được la tỏa sáng trên sân khấu, thì còn lại những cái gì bên trong của cuộc sống thì mình nghĩ rằng Cường sẽ hiểu chính Cường, con đang làm gì và con đang muốn gì, con đang biết gì và con đang cần gì, và cô chỉ mong rằng ở sân chơi này con sẽ thực sự con tỏa sáng và con chứng minh được cho tất cả những người khán giả và bạn bè fan thương yêu con, hãy cho các bạn thấy và họ thấy rằng con thật sự là một bé Cường tài năng, giỏi và có đạo đức. Đó là nội dung của bài viết phản ánh của báo Thanh Niên liên quan đến sự lộ diện của Hồ Văn Cường vào ngày 7 tháng 11 vừa rồi, và trả lời những cái câu hỏi, thẳng thắn trả lời những câu hỏi của phóng viên báo đặt ra. Thì cũng giống như những cái tờ báo trước, mỗi báo thì trích một góc độ, nhưng mà ở báo Thanh Niên thì cũng hỏi những câu hỏi rất thẳng thắn, và Cường, chúng ta cũng nghe Cường trả lời ha. Thì đó là nội dung của bài báo Thanh Niên. Sắp tới đây thì ai cũng biết Cường có cái show diễn hôm nay là 12 rồi. Thì 12 là thứ ba, chủ nhật tuần này là 17, thì còn 5 ngày nữa là tới cái show diễn này ở phòng trà Chissy với khách mời là ca sĩ Thu Ba. Thì những ai chưa có book vé xem show thì hãy nhanh tay book vé ha, để kịp thời xem cái show diễn này cùng với sự mến mộ, yêu mến Hồ Văn Cường và ca sĩ khách mời Thu Ba, phòng trà Chissy 165 Thái Hà, Hà Nội ha. Vé thì còn loại 1.450.000 và 1.400.000. Nhanh tay đặt vé ha cả nhà. Rồi, tiếp theo thì Xuân Mỹ xin giới thiệu tiếp show diễn của 30 tháng 11 nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy thực hiện. Đây, để lấy cái poster nha.
ha. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy thực hiện, Hồ Quang Cường, khách mời đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, ca nhạc sĩ Sơn Hạ, Nguyễn Minh Cường và Lâm Hùng ha. Rồi. Và chào năm mới, như cái nội dung bài báo phản ánh thì show diễn của chị Như Quỳnh tại nhà hát Hòa Bình. Đây. Đây là cái poster. Mọi người ha. Đó. Ai ủng hộ thì mua vé ha. Mua vé ủng hộ các ca nghệ sĩ vào ngày 4 tháng 1 2025. Video của Xuân Mỹ liên quan tới báo đến đây là kết thúc. Bây giờ Xuân Mỹ cho mọi người nghe một đoạn nè, Cường hát chay nè. Đôi ta cách mấy sông dài, buồn nghe ai hát chiều mưa, sông sâu sao dần khó dò, muốn qua thăm bầu sợ đò không đưa. Dạ được chưa cả nhà? Xin nhớ người dân. Rồi Xuân Mỹ xin cảm ơn khán giả Sài Gòn đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Và nhớ là quay lại trở lại ủng hộ kênh Hồ Quang Cường Official nghe nhạc để đẩy bài Đời Cha lên triệu view ha cả nhà. Để coi coi bài Đời Cha chiều nay thì cái lượt view làm sao ha. Chín trăm lẻ bảy đây, 907 ha. Như vậy là còn đây kênh của Cường ha. Rồi như vậy là còn 93.000 lượt xem nữa. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ha. Ai thèm bún mắm thì đi nấu bún mắm ăn ha. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người buổi tối ấm áp và có giấc ngủ ngon. Xin chào ạ.